5.0 kiếm tiền 8.0 sẽ nhận mang tham gia chương trình AGF nhận 500 tóc cần có ký hiệu là ETLX. Những dự án này bri không các bạn, không có cần nạp ETH đâu, bởi từ cấp dùm làm dự án giờ có con hai con về, còn nhiều chưa có thấy về các bạn, cố gắng chơi con này cho nữa các bạn. Rồi đầu tiên mình tham gia giá, các bạn link mô tả rồi mình bấm nút ta để chat bot. Sau khi bấm nút ta rồi các bạn bấm vào nút tắt 500 ETLX nha các bạn. Rồi các bạn ra, nó ra một cái giao diện gì, các bạn vô đây follow Twitter và like và retweet và pin bot nha các bạn. Rồi các bạn điền lại username Twitter của mình, rồi các bạn vào đây join kênh group Telegram của nó nè, rồi các bạn điền lại username Telegram của mình nha các bạn. Rồi các bạn quét địa chỉ với ERC20 quá lệ chút lệ MetaMask in token nha các bạn, nền tảng Ethereum. Rồi các bạn bấm vào Balance này, cập nhật chưa, cập nhật các bạn, nó cập nhật rồi. Rồi các bạn bấm vào get link, lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm tốt cần nha các bạn, 100x. Rồi vậy video mình kết thúc, mọi thắc mắc không hiểu các bạn cứ để lại comment bên dưới mình sẽ trả lời cho các bạn vô cập nhật vào trang trader của nó nè. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha các bạn. Nè các bạn, Ethereum Red Fee 200x, một tốc cần này có giá trị là cho một đô nha các bạn, một ETH. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nhé. Mẹ nó tắt không được luôn. Máy phụ tùng.